có con su 450 dân bệ anh em ạ. Dọc mới xích lên hết bệ rất là dễ anh em. Cái bệ cao nó cũng chỉ cần hơi chú ý cái thế lên thôi anh em. Bởi vì máy xích thì cứ thế là trèo lên bệ thôi, nó rất đơn giản, không như máy lốp hay là máy càng to lên bệ cao càng dễ. Trước khi lên bệ anh em lưu ý, nếu anh em đi từ xa thì anh em có thể chống xích này để quay xích chống cho nó bị rơi ra ngoài, tránh nó bị trượt xích trong quá trình lên bệ anh em. Quá trình lên mà nó bị trượt bánh dẫn hướng hay là trượt bánh sao thì cũng hơi bị dở hơi. Tại vì nếu mà nó trượt bánh sao trên đấy hoặc nó tuột xích luôn, lúc chúng ta đang quá trình ta leo bệ đối với cái bệ thấp thì không sao. Đối với cái bệ rất là cao thì nó khá là nguy hiểm anh em ạ. Giờ sẽ hơi tải đất về phía bên ngoài này, vì bên ngoài nó sẽ trùng hơn. Bên ngoài nó sẽ có hiện tượng là bị đất bị nghiêng máy về bên đấy nếu chúng ta trèo lên. Chúng ta an toàn ở trên hết, nhưng bình thường có lẽ có thể không cần cho lắm. Cắm gầu lên trên và kéo tránh nó chìm đầu xích xuống, nó khó lên anh em ạ. Còn bình thường khi mà nó đã cứng cái chân bệ thì chúng ta có thể trèo thẳng lên. Nên bây giờ có thể dài hết cỡ cần ra và trèo thẳng lên cũng được, không cần phải kéo anh em ạ. Nhưng mà là chúng ta sẽ vươn cần hết cỡ ra và chúng ta đẩy bánh dẫn hướng lên thì có thể nó sẽ tự lên được. Bởi vì di chuyển của dòng cao su nó cực kỳ khỏe luôn. Cao khoảng 2,5 3 mét anh em. Nếu con 450 thì là rất là thấp. Chọn bệ rất là đơn giản. Để làm bệ cao để chuyển công anh em. Xin tất cả cảm ơn anh em. Trong video này mình muốn chia sẻ với anh em một số cách lưu ý khi lên bệ ở máy xúc 450, máy xúc xích. Giúp xích lên bệ nó rất là đơn giản. Có cái gì mình sẽ làm cái clip để chia sẻ cách lên và xuống bệ cho máy lốp, nó sẽ chi tiết hơn. Vì máy lốp thì lên bệ với cái bệ rất là cao thì nó mất thời gian hơn, nó không thể lên như kiểu máy xúc, máy xích được anh em. Nếu video mình cảm thấy video hữu ích và hay, nhớ để lại một like và một comment và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã xem video.